ra hoa để thành đi mai thành tốt nữa. Bạn mời đến chơi, bọn mình có chút quà tặng bạn mừng Tân gia nhà mới nha. Tôi cảm ơn các bạn nhé. Mời các bạn vào nhà nước ạ. Bạn nha. Vào nhà nước các bạn. Bạn làm cơm tối không chưa? Tớ làm xong hết rồi, bây giờ các bạn xuống hộ tớ bê lên thì chén ạ. Okay. Xuống bếp hộ tớ. Làm được nhiều món ngon thế. Toàn món bình thường thôi, chẳng có gì đâu. Hộ nhau vui vẻ thôi nhỉ. À. Cầm hộ hai bát. Tôi lôi ra khổ hơn tấm hết rồi. Nhớ ốn lên. Chín không? Như chín à? Chín không? Tôi bắt đúng ba chỉ chín đâu. Như chín à? Nhìn ngon. Ngoan. Đây đây. Ngon. Dẻo à nào. Ăn tiêu. Cái này ké lắm mà. Cái này nhiều vào lắm. Thì à, bắt đầu làm tiếp vụ nữa nhỉ. Tiếp tục đàm hát. Mm.